Chào mừng quý khán giả đến với podcast Đời Rất Đẹp. Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết Tật DAD Việt Nam. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với tập phát sóng thứ 3 của chuỗi podcast Đời Rất Đẹp. Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày lễ tình yêu 14 tháng 2. Và trong tình yêu chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là đối với người khuyết tật. Tại Việt Nam, hiện tại theo thống kê có khoảng 13,5% dân số là người khuyết tật, ở đâu đó là chiếm khoảng 12 triệu người. Theo một khảo sát định tính của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, ở 100 người khuyết tật thì đa phần họ gặp những cái rào cản khi mà họ tìm đến tình yêu liên quan đến gia đình, những rào cản về gia đình, xã hội và từ chính bản thân của người khuyết tật. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Nguyễn Minh Hảo để chúng ta có thể trò chuyện với nhau để tìm hiểu xem là những cái rào cản cũng như những cái niềm hạnh phúc khi mà tình yêu đến đối với người khuyết tật như thế nào. Mình rất vui được trò chuyện với khán giả trong chương trình podcast Đời Rất Đẹp trong chương trình hôm nay. Chào anh Tùng. Chào Hảo, thì hôm nay rất là vui được trò chuyện với Hảo liên quan đến vấn đề về tình yêu. Không biết là được biết là Hảo hiện tại bây giờ đã có một con này, một vợ đúng không? Không biết là trong cái quá trình mà mình đi đến tình yêu thì Hảo có thể chia sẻ một chút xíu là đã gặp những cái rào cản, những khó khăn như thế nào có liên quan đến xã hội, đến gia đình hay là chính bản thân người khuyết tật, thì đâu chính là cái nguyên nhân chính tạo nên cái cản trở trong cái tình yêu của người khuyết tật. Nói đến tình yêu người khuyết tật thì thường là sẽ có ba yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là về chính cái bản thân của người khuyết tật, là cái yếu tố đó là hầu như là yếu tố quyết định. Còn lại là về gia đình mà đặc biệt là gia đình của đối phương, gia đình đối phương là luôn luôn là phản đối. Còn lại là về xã hội thì đây thật ra thì nếu mà người nào mà tiếp xúc gì với xã hội thì cái vấn đề đó là bình thường, nó không có cản trở đến tiền nhiều lắm đâu. Nhưng mà hai cái yếu tố là yếu tố bản thân của người khuyết tật và cái yếu tố mà gia đình của cái đối phương đó, nó rất quan trọng. Còn yếu tố xã hội thường đó là nó sẽ tác động vào cái yếu tố thứ nhất, là nó tác động vào cái sự tự ti của người khuyết tật. Hảo có thể chia sẻ một chút xíu cụ thể hơn là từ bản thân cái tự ti của mình á, thì nó đã tạo nên cái rào cản đối với mình như thế nào? Tức là chia sẻ một cái cụ thể là khi mình quen bạn gái và bây giờ là trở thành vợ của mình rồi. Thì thật ra lúc đầu tiên là em cũng tự ti lắm, không có nghĩ là mình sẽ kết hôn, sẽ có gia đình đâu. Mình nghĩ mình học xong rồi mình đi làm rồi xong rồi nuôi được bản thân rồi mình nuôi được ba mẹ mình được rồi. Thì một cái cơ duyên là tham gia cái dự án học bổng người bạn đồng hành của DRD á, thì đi đến đây thì cái người đầu tiên mà Hảo là ấn tượng nhất luôn á là chị Hiếu. Thấy chị Hiếu cũng khuyết tật hạng như mình, cũng ở Sài Gòn như mình, mà chị Hiếu rất là lạc quan. Chị Hiếu có chồng, người có con, rất là, nói chung là mình thấy ngưỡng mộ và sau này cái trong quá trình sinh hoạt trong nhóm học bổng thì mình gặp rất là nhiều người khác cũng người khuyết tật, có chồng, có vợ, có con bình thường. Đầu đầu là mình nghĩ tại sao không phải là mình. Lúc đó là bắt đầu có cái sự thay đổi, nó nói có cái sự thay đổi đó, bắt đầu là mình cho phép mình là được phép tìm hiểu, được phép mở rộng mối quan hệ nhiều hơn. Thì cơ duyên đó là quen với lúc đó là bạn gái, quen với bạn gái thì nói chung là khi mà quá trình quen đó thì Hảo với người bạn gái đó thì cũng không có, nói chung là không có nhìn những cái vẻ bề ngoài hay là không có cái gì đó là nó khó khăn cả, thì mình thấy nó như là toàn là màu hồng vậy đó. Bắt đầu thì đến lúc mà suy nghĩ nghiêm túc rồi đó, thì lúc đó là bạn gái mới nói là chúng ta cần cho gia đình biết, không thể cứ giấu giếm như vậy mãi. Cái câu mà lúc đó là cần phải cho gia đình biết thì bắt đầu sóng gió nó là lúc đó bắt đầu nó dao động rồi đó. Dù là bắt đầu trong đầu em suy nghĩ tất cả các kiểu, tất cả các câu hỏi, tất cả các tình huống xảy ra để đối phó thì bắt đầu là em suy nghĩ một thời gian cũng khá dài, xong rồi quyết định mới nói là anh chưa sẵn sàng. Tình là cho anh thời gian, anh chưa sẵn sàng bây giờ. Thì xong rồi bạn ấy cũng buồn, nhưng mà chị vẫn cho em thời gian là
lúc đó là em cảm thấy là nó như là cái gì đó mình không thể vượt qua được. Là sau này em tìm cách em tìm cách cắt đứt liên lạc luôn, không liên lạc nữa. Tại vì mình xem trên mạng mình thấy đa số là những người mà ngay cả những cái đoạn phim trên mạng là những người khuyết tật khi ra mắt với gia đình bạn gái đều không có kết quả tốt. Thì lúc đó cũng có tâm sự với chị Hiếu, rồi cũng là chị Hiếu là làm ở bên mảng sống độc lập, là chuyên về bên là tham vấn đồng cảnh đó, thì cũng lợi những nhà chị Hiếu tham vấn đồng cảnh này kia rồi, thì chị Hiếu cũng nói là chị Hiếu cũng có cái rào cản gì lúc trước của gia đình, mà ngay cả gia đình chính gia đình của người chúng ta cũng không nói luôn, tại sao sau này con mình sẽ khổ. Tức là cái rào cản gia đình mà đối với tình yêu của người chúng ta, nó không chỉ đến là từ gia đình của cái người yêu của mình, mà nó còn là chính gia đình của bản thân người khuyết tật luôn. Tức là nếu mà đối với nữ thì họ sợ là con họ sẽ bị lạm dụng, đúng không? Rồi vậy thì mất bao lâu để mình có thể mình quyết định là bây giờ mình phải bắt buộc mình phải gặp gia đình của bạn gái mình, và cái điều gì nó thôi thúc em làm điều đó? Dạ thì chắc cũng khoảng một năm á. Thì hơn một năm rồi sau đó thì không biết làm sao mà hai đứa lại tìm cách liên lạc với nhau tiếp, rồi liên lạc với nhau, rồi xong rồi lại quyết định là không phải chứng minh trách nhiệm mà người quyết định là thôi em về em nói với bạn gái em về em nói với gia đình em trước đi. Rồi sau đó rồi anh sẽ đến anh gặp trực tiếp. Thì khi mà bạn gái về nói với gia đình thì là dùng dữ liệu hoàn toàn, mà tất cả những thành viên trong gia đình đều không nói hết, chỉ duy nhất một người thôi, một người mà em nhớ là tới giờ luôn là em vợ thì nó ủng hộ, mà nó thích, nó lại thích em nè, nên nó ủng hộ, nhưng mà bây giờ nó mất rồi. Thì chỉ một người là ủng hộ, còn lại là tất cả là phản đối hết. Thì cũng một cái lý do chung nó là sợ chịu khổ. Thì nói chung là hai đứa lúc đó buồn lắm, đặc biệt là bạn gái rất buồn luôn. Thì khoảng một thời gian nữa cũng kéo dài, thì một thời gian nữa là bạn gái lúc đó là đang làm giảng viên của một trường đại học, thì bạn gái mới quyết định là bỏ tất cả, mình là đi với em luôn. Tức là cái lúc mà em về em ra mắt gia đình thì lúc đó cũng lo lắng sợ sệt, nhưng mà có một người ủng hộ thì cái đó cũng cho em cái động lực, nhưng mà cái động lực lớn hơn nữa chính là bạn gái quyết định là đi theo em luôn. Em có nghĩ là trong cái lúc đó là tình yêu của em đủ lớn để em có thể bảo vệ, hay là tình yêu, em nghĩ rằng là tình yêu của hai người đủ lớn để có thể vượt qua được những cái rào cản như thế? Dạ, thì đúng như anh nói là đó là một cái động lực rất là lớn luôn, tại vì bạn gái đã bỏ tất cả rồi để đi theo mình rồi, thì mình cũng không còn cái lý do gì để là mình đi theo cái hướng khác được. Đó, giống như là một cái đã quyết định, đã có cái đích sẵn rồi, mình chỉ có việc là mình làm sao để mình đi đến được cái đích đó thôi. Thì em nhớ là có một cái vị tướng nào đó khi mà kéo quân mà đi đánh ấy, thì đi qua cái trận địa, thì thay vì là ta phải chuẩn bị thuyền, chuẩn bị gì để rút lui đúng không, thì ổng khi mà lên được tới bờ để sắp mà sắp lá cài với giặc là ổng cho lính đốt hết sắp những cái thuyền của ổng luôn. Như vậy thì nhưng mà lại đánh thắng, thì người ta hỏi tại sao phải làm như vậy, ông nói thì nó đâu có đường nào nó lui đâu, thì bắt buộc nó phải đánh, nó không đánh nó chết. Nên là thì trường hợp của em cũng vậy, nên là không có đường lui, tại vì bạn gái đã bỏ tất cả mọi thứ để đi theo mình rồi, thì mình không có đường lui nữa, nên là đi tới luôn. Em sẽ cố gắng, thì thật ra là cũng không để chứng minh cái gì cả. Tuy nhiên thì nó qua cái đó thì em thấy được một điều là tình yêu nó cũng không phải là chỉ xuất phát từ chính bản thân của người khuyết tật, mà chính cái đối phương nữa. Cái đối phương mà đã chấp nhận bỏ tất cả như vậy để đi theo mình rồi, thì người khuyết tật cũng không cần phải mặc cảm tự ti đâu, cứ cố gắng lên. Rồi cả cố gắng đó thì lúc đó em bắt đầu là em quăng CV từ lưa luôn, anh chưa có tốt nghiệp nữa mà em quăng CV từ lưa cho nên xin việc làm, thì để em trước tiên là để làm ra được tiền để nuôi vợ ra. Thì đó, tại vì lúc đó vợ đang dạy đại học thì mọi người bỏ luôn, xem như một người thất nghiệp luôn, nói là
trách nhiệm ở trong trên vai của em, đi làm thì kiếm tiền để nuôi gia đình. Thì lúc đó là em được biết là phản đối ở bên vợ, phản đối nhiều lắm, nhiều phản đối. Thì thật ra em cũng không nghĩ là mình sẽ làm cái gì đó để mình chứng minh cái này cái kia, nhưng mà cứ cố gắng cứ làm, tại mình cứ làm rồi mình đi làm kiếm tiền để mình nuôi cho gia đình của mình, là cái đó là cái mục tiêu đầu tiên luôn đó, lúc mà hai cái lúc đầu đi. Theo em nghĩ thì cái nguyên nhân sâu xa để mà gia đình thường hay cản trở một người không biết tật hay thậm chí là một người biết tật họ đi đến tình yêu, cái nguyên nhân sâu xa của tự gia đình là gì? Em không nghĩ mà bạn gái của em bây giờ là vợ, bạn gái là nói luôn là gia đình nó như thế này nè, là có những cái ví dụ như là nó đi không được, nó làm không được, thì sau này lại là tất cả mọi việc trong gia đình là con này làm hết, anh con khổ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chưa chắc thì nó đã có thể nuôi sống được bản thân nữa. Vậy làm sao mà nuôi sống được gia đình, thì sau này có con có cái thì làm sao mà nuôi được mấy đứa con. Rồi thêm một cái điều nữa, mà cái điều này chắc là cũng ít có người mà nghĩ đến, là bên mẹ vợ nói là nó khuyết tật, nó không quen được những người nào hết đó, nên nó ghen dữ lắm. Nên là sau này lại là nó quản lý cực kỳ luôn, nó đi con đi nhặt ngoài đường, cái lúc nào là quản lý lúc đó, nó ghen dữ lắm. Đấy thì em tổng hợp lại tất cả những cái lý do đó, em thấy nó cũng có lý. Tuy nhiên cái lý do cuối cùng thì em sẽ cố gắng em tiết chế lại, đừng có ghen như lời nói. Tức là trong cái chia sẻ của em là dường như là người ta không tin đến cái năng lực của cái người khuyết tật. Thế lại thường là người ta sẽ nghĩ đến là khi mà yêu nhau thì nó sẽ có một cái chuẩn, là ví dụ như bây giờ là yêu nhau là phải đi nắm tay nhau nè, em dùng xe lăn thì làm sao nắm tay người khác, đúng không? Hai cái tay của mình là phải căng xe rồi. Rồi yêu nhau là phải như thế này thế kia, thế này phải đúng chuẩn. Và thường là những người khuyết tật và mà mình hay tiếp xúc đó, cũng hay được tạo, người ta thường hay đem cái chuẩn trong tình yêu giữa cái cặp mà gọi là mình không thích sử dụng từ này, nhưng mà bắt buộc phải sử dụng được trong trường hợp này, là một cặp đôi yêu nhau bình thường và một cặp đôi là cái người khuyết tật thì phải đi ăn uống, người nam phải bảo vệ người nữ chẳng hạn như vậy, đúng không? Nó thành cái chuẩn như vậy. Chính những cái đó nó cũng sẽ làm cái rào cản khi mà mình bắt đầu đi đến một cái mối quan hệ, và đặc biệt là liên quan đến cái năng lực, người ta không có nghĩ rằng cái người khuyết tật này sẽ có cái năng lực để bảo vệ vợ con, chăm sóc vợ con, rồi thậm chí là năng lực sinh con nữa, đúng không? Dạ. Quý vị thân mến, qua phần chia sẻ của bạn Nguyễn Minh Hảo thì chúng ta thấy rằng là khi nói đến tình yêu, chúng ta chỉ nói đến vẻ đẹp của tình yêu, và chúng ta không cần phải phân biệt đó là tình yêu của người khuyết tật hay là người không khuyết tật, hay là nhấn mạnh đến bất cứ một đối tượng nào khi chúng ta đề cập đến vẻ đẹp của tình yêu. Và khi mà chúng ta bình thường hóa mọi thứ, ngay cả trong tình yêu của người khuyết tật, thì chúng ta sẽ thấy rằng đời rất đẹp. Phần trò chuyện vừa rồi với bạn Nguyễn Minh Hảo về chủ đề tình yêu nhân dịp Valentine, ngày lễ tình yêu 14 tháng 2, cũng đã khép lại tập 3 của series podcast Đời Rất Đẹp. Xin chúc quý vị có một ngày lễ tình yêu thật trọn vẹn và thật hạnh phúc bên người yêu của mình, bên những người mà bạn thật sự thương mến. Và hẹn gặp lại quý vị trong chuỗi chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Cùng đi kể những câu chuyện đời rất đẹp.